Quý vị, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên cả nước đang có xu hướng trẻ hóa với các hành vi chủ yếu như trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản. Mới đây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một nhóm thanh niên lứa tuổi teen đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy. Đáng chú ý hơn, trong lúc dùng xe máy trộm cắp để đi dạo phố, nhóm thiếu niên đã bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ. Vào ngày 23 tháng 12, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng thuộc đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 16 tháng 12, tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Lợi thành phố Huế thì phát hiện nhóm đối tượng đi xe mô tô không biển số, không đội mũ bảo hiểm nên nhanh chóng áp sát yêu cầu dừng xe. Lúc này hai đối tượng bỏ chạy, ba đối tượng bị tạm giữ qua kiểm tra hành chính lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện phương tiện nhóm đối tượng này điều khiển không có giấy chứng nhận đăng ký xe đấu tranh khai thác nhóm đối tượng khai nhận đã lấy trộm xe máy tại chân cầu trường tiền sau đó tháo biển số cất giấu trong cốc xe có một số tiền mặt các đối tượng chia nhau tiêu xài hiện phòng cảnh sát cơ động đã bàn giao nhóm đối tượng cho công an phường phú hội tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật được biết, trong nhóm đối tượng trên, Nguyễn Đôn Hòa và Nguyễn Đỗ Hồng Đức Thịnh đã từng hai lần thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Vụ việc này đang cho thấy hiện nay nhiều thanh thiếu niên đi chịch hướng thực hiện các hành vi sai trái pháp luật ngày càng gia tăng. Từ đây đòi hỏi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và gia đình cần có biện pháp cứng rắn hơn uống nắng các em trở lại đúng đường, không tiếp tục thực hiện những hành vi tương tự trong tương lai.